Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đời A Video chia sẻ hôm nay chúng ta lại trở lại với Binh X và chắc chắn Binh X sẽ đem đến anh em những cái sự kiện rất là phù hợp với những em trên kênh chúng ta, đặc biệt những em người mới khi các bạn mà chúng ta chưa tìm kiếm được những cái lợi nhuận đầu tiên, chưa có vốn để tham gia vào các cái event thì chắc chắn rồi những cái sự kiện như Binh X nó rất là phù hợp với anh em. À, hôm nay thì mình muốn giới thiệu với anh em một cái sự kiện ưu đãi đăng ký mới anh em giao dịch và sẽ nhận những cái phần thưởng hấp dẫn. Thì đối với cái sự kiện này thì mình cũng giới thiệu luôn với anh em ở trong link sự kiện thì cũng đã rất là chi tiết và đầy đủ rồi Thì với sự kiện anh em khi anh em đăng ký vào cái YC Shopping Linh Tính trên nền tảng Binh X thì anh em sẽ nhận được một cái voucher khoảng 20 đô bò lớt Đấy. và đây sẽ là cái sự kiện event FCFS ở đây thì mình cũng cho anh em xem luôn ở trên trang của Binh X Việt Nam có giới thiệu về sự kiện này Tức là sự kiện này áp dụng giới hạn cho 5.000 người đầu tiên đăng ký và sự kiện này nó bắt đầu từ ngày hôm qua nhưng mà hôm nay thì mình mới chia sẻ và anh em có thể yên tâm một phần nào đó bởi vì là bên binh kiện thì, thì không có nhiều KOL chia sẻ đâu chủ yếu là bên kênh thánh NDA chúng ta chia sẻ là chính thôi Đấy, vì vậy nên là anh em chúng ta cũng tạm yên tâm chúng ta tham gia sự kiện thôi ở sau đây thì còn có các cái nhiệm vụ uh, trading để anh em có thể nhận được những cái bo lớn và anh mình cũng lưu ý với anh em là cái bo lớn này voucher chờ này anh em có thể chơi thắng đút nãi không phải là voucher trả phí nhé bo là voucher chơi thắng đút nãi trên future đó và khi anh em gửi 50 đô Anh em sẽ nhận được 50 đô voucher baller tiếp Được chưa Ngon không Rồi khi anh em giao dịch nhá Anh em giao dịch đủ vôn 10k Thì anh em sẽ nhận được 10 đô đòn 7 5x 30k Đây là volume nhá Thì chúng ta nhận được các cái vương này tiếp theo Nhưng mà nói chung là cái về về cái vôn giao dịch thì nó hơi căng đấy Nên là anh em nào có khả năng chúng ta chơi vôn giao dịch Còn không thì anh em cứ đi hai cái nhiệm vụ chính cho mình đó là nhiệm vụ phần thưởng cây KYC và phần thưởng uh, tiền gửi đó thì ở phía dưới đây chúng ta cũng để ý cho mình đó là cái thời gian sự kiện nó sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 8 nhé và sự kiện này chỉ áp dụng với người dùng mới đăng ký trong thời gian dự án sự viện ở một khu số khu vực nhất định và chắc chắn là có Việt Nam rồi uh, ở đây thì lưu ý là anh em không chuyển khoản nội bộ nó nói luôn rồi chỉ còn nội bộ chắc chắn là bên tích nó sẽ quét và nó cho anh em nghỉ luôn Đấy, thì anh em nhớ là chúng ta chuyển uh, blockchain block lên nhé Tức là chuyển từ ví hoặc là từ sản khác sang uh, ở đây thì uh, nó sẽ tính khối lượng giao dịch của anh em ở trên cả hợp đồng tiêu chuẩn và hợp đồng tương lai đấy và phần thưởng sẽ được trao trong vòng uh, 24 giờ 7, 72 giờ sau sự kiện đấy. và yêu cầu là chắc chắn thôi còn cần phải cây đấy. Uhm, đó là cái thông tin về cái sự kiện này uh, mình thấy là một cái, đây là một cái sự kiện khá là ngon và mình nghĩ là đây là một sự kiện rất phù hợp với anh em kênh chúng ta chúng ta tham gia hy vọng là anh em trên kênh thì chúng ta sẽ tận dụng cái sự kiện này nếu như các bạn chưa có tài khoản trên nền tảng binh X thì các bạn có thể là đăng ký để trải nghiệm future Đấy. và chắc chắn là trong mùa tới thì có rất nhiều các cái event liên quan future đặc biệt là những cái event như là app đang hay là những cái event um, trading ở trên binh x vẫn diễn ra hàng tháng hàng năm nha anh em nhé cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở tiếp theo